Thưa quý vị, hội thảo khoa học quan điểm hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng đô thị, công nghiệp, dịch vụ cửa khẩu xanh, tỉnh ủy Tây Ninh phối hợp cùng với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức sáng nay ngày 10 tháng 8 đã thành công tốt đẹp. Các tham luận của chuyên gia làm rõ những hạn chế, từ đó đề xuất định hướng và kiến nghị chính phủ giải pháp động lực mới để cửa khẩu Mộc Bài trở thành giao điểm của hành lang kinh tế phía Nam, là cực tăng trưởng phát triển kinh tế, có tầm cạnh tranh với khu vực và quốc tế, là đầu mối giao thương quan trọng của vùng thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tham dự và chủ trì hội thảo có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài là một trong những khu kinh tế cửa khẩu thành lập sớm nhất trong cả nước, diện tích trên 21.000 ha, lớn nhất khu vực châu Á, đứng thứ tư trên thế giới. Trong tham luận, các chuyên gia đều đánh giá Mộc Bài có quy mô và tiềm năng rất lớn để trở thành giao điểm của hành lang kinh tế phía Nam. Mộc Bài có sẵn lợi thế nhưng chưa được phát triển xứng tầm với tiềm năng. Từ khi thành lập, sau 3 lần thay đổi chính sách, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài gặp nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư, hoạt động thương mại bị đóng băng. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, nguyên nhân là do quan niệm về khu kinh tế của chúng ta còn chưa rõ, rất hẹp, chưa đặt vị trí của Mộc Bài đối với cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực. Tỉnh cũng kiến nghị là điều chỉnh cái mô hình phát triển, lấy động lực chính là phát triển về công nghiệp và dịch vụ đô thị theo cái hướng xanh bền vững để làm cái động lực và cái điểm nhấn để thu hút các nhà đầu tư, tạo ra cái sự phát triển mới bên cạnh phát triển cái định hướng là kinh tế cửa khẩu truyền thống trước đây. Cái vấn đề thứ hai là về nguồn lực đầu tư thì cũng kỳ vọng rằng sau khi đã xác định được cái vai trò vị trí và cái nhiệm vụ của khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài thì sẽ được sự quan tâm đầu tư của nhà nước về phát triển cái hạ tầng kết nối giữa khu kinh tế Mộc Bài với các cái địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo cái điều kiện về thuận lợi về giao thông cho các hoạt động kinh tế và được phát triển. Cái vấn đề thứ ba là có những cái cơ chế chính sách tương đối là đặc thù để thu hút được các nhà đầu tư mang tầm quốc tế đến để đầu tư và tạo ra cái động lực phát triển cho kinh tế. Định hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng đô thị, công nghiệp, dịch vụ, cửa khẩu xanh. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho rằng, tỉnh Tây Ninh cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Chính sách phát triển cần xác định rõ tầm nhìn dài hạn, có tính linh hoạt, phải tận dụng lợi thế sẵn có về tự nhiên, lao động và xây dựng chính sách để huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nhấn mạnh, xanh và bền vững là tiêu chí phấn đấu, là điểm hấp dẫn các nhà đầu tư, là điểm mới để tạo động lực mới phát triển khu kinh tế Mộc Bài. Khu kinh tế Mộc Bài cần phải có chính sách đặc thù riêng, đủ sức hấp dẫn, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước. Mộc Bài cần có cơ chế chính sách vượt trội, không chỉ ở tầm quốc gia mà tầm khu vực. Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, cần có những ưu đãi về thuế, phí, tài chính dành cho doanh nghiệp, công tác quản lý nhà nước tại đây cũng là nhân tố quyết định cho sự thành công của cả khu. Các đại biểu cũng nhấn mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng, đào tạo nguồn nhân lực, lao động. Một trong những nội dung quan trọng được đặt ra tại hội thảo là đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, gồm hạ tầng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, kết cấu hạ tầng thiết yếu cho sinh hoạt của người dân. Trọng tâm là đầu tư cho các hạ tầng giao thông, đô thị cho Mộc Bài, như cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, được đầu tư xứng tầm và có động lực mới cho phát triển. Trong tương lai, sẽ có một trung tâm logistics nằm trên trục đường xuyên Á. Cách đặt vấn đề của kinh tế Mộc Bài rất mừng là các đồng chí đều cho rằng là chúng ta phải nhìn ở trên mấy góc độ. Thứ nhất, đây là một khu kinh tế mà sau khi thế giới đã trải qua rất nhiều các loại khu kinh tế. Như vậy, ở một cái giai đoạn này phải thể hiện một cái thể chế vượt trội. Nó không dừng lại ở một cái khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, mà là một khu kinh tế tổng hợp. Như văn kiện nêu, đấy chính là công nghiệp, là đô thị, là dịch vụ, và trên quan điểm của Đảng là phát triển nhanh và bền vững.
Như vậy đây phải là xanh, là bền vững, phải là chuyển đổi năng lượng tái tạo, vân vân, tất cả những cái đặt vấn đề đó thì được các đại biểu rất là ủng hộ. Tôi thấy điều đó rất là mừng. Cái thứ hai là các đồng chí nhấn rất mạnh và rất là trọng tâm vào cái quy hoạch. Thưa, không có quy hoạch thì không thể chúng ta xác định được không gian phát triển, các cái cấu trúc, cấu phẩm, trung tâm, chức năng, cho đến vấn đề đi liền với cái đó là công nghiệp và đô thị. Các tham luận tại hội thảo sẽ là cơ hội quan trọng để hoàn chỉnh đề án trình Chính phủ